Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sân Si Tinh được phát sóng vào 19 giờ mỗi tối. Tối ngày 11 tháng 6 tại khu vực một quán vỉa hè ở phố Tây Bùi Viện, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ ẩu đả giữa khách và một số nhân viên gửi xe của quán. Sau đó một đoạn clip được phát tán trên mạng xã hội ghi lại cảnh ẩu đả đó đã khiến dân mạng khá bất ngờ vì nhận ra diễn viên Phạm Anh Tuấn, hot boy Hà Thành nổi tiếng với loạt phim 5S Online. Vụ xô xát xảy ra giữa nhóm bạn bè của nam diễn viên này và các nhân viên của quán. Cụ thể, trong clip, một thanh niên áo xám được cho là Tuấn Anh không ngừng xông đến, đánh tay đôi với nhóm áo đen khoảng 3 người. Hầu hết đều dùng những vật dụng có sẵn tại quán như bàn, ghế, gỗ, gậy. Theo một nguồn tin từ Facebook có tên MN xác nhận, người gây sự là diễn viên Phạm Anh Tuấn. Liên lạc với anh Tuấn, anh thừa nhận mình có tham gia vào cuộc ẩu đả trên, đồng thời kêu oan mình chỉ là nạn nhân của vụ việc. Anh còn cho biết mình không có dùng những lời lẽ thô lỗ và xông vào đạp nhân viên giữ xe trước như các trang mạng đưa tin. Hiện anh cùng những người bạn của mình đã trình bày vụ việc với công an phường Phạm Ngũ Lão nhưng không muốn khiếu nại vì không muốn sự việc thêm rắc rối. Vụ xô xát bàn ghế khiến nam diễn viên này bị choáng, phải hủy lịch diễn để nghỉ ngơi, đến chiều cùng ngày mới đi diễn lại. Sau thành công với màn trình diễn tại đại nhạc hội Viral Fest Asian ở Thái Lan cách đây không lâu, Sơn Tùng MTP lại khiến các fan của anh đứng ngồi không yên khi hé lộ thông tin về buổi fan meeting tại cung thể thao quần ngựa Hà Nội vào ngày 8 tháng 7 tới. Được biết, đây là sự kiện mà Sơn Tùng muốn dành tặng cho người hâm mộ tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc nhân dịp sinh nhật của mình. Anh cũng cho biết thêm đã từ rất lâu anh chưa có dịp gặp gỡ và giao lưu với fan của mình ở đây. Trong sự kiện fan meeting lần này, Sơn Tùng MTP sẽ trình diễn những bài hit theo phong cách mới. Chia sẻ thân mật với fan, số vé dự kiến phát hành cho chương trình lần này là 5.000 vé, mở bán chính thức vào ngày 23 tháng 6, 2017. Được biết, vào dịp sinh nhật năm ngoái, Sơn Tùng MTP đã tổ chức tiệc sinh nhật tại sân khấu ngoài trời ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã khéo léo trong việc lấy lòng người yêu âm nhạc. Sau mấy tiếng đồng hồ chờ đợi, cộng đồng Sky được nam ca sĩ chiêu đãi bằng những câu nói tình cảm và sự tiếp xúc thân mật. Hy vọng tại sự kiện sinh nhật năm nay thì Sơn Tùng sẽ mang lại nhiều cung bậc cảm xúc hơn cho khán giả. Chắc chắn Sky đang rất nóng lòng để sở hữu trong tay tấm vé của buổi fan meeting lần này. Mới đây, một cư dân mạng đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Trần Quán Huy thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận. Theo đó, hình ảnh được chụp lại nhân dịp sinh nhật con gái Trần Quán Huy cùng người mẫu Victoria Secret Tần Thư Bội tròn 100 ngày tuổi. Nam nghệ sĩ tai tiếng một thời trong ra dáng bố khi bầu con trên tay một cách đầy hạnh phúc. Trong khi đó, Tần Thư Bội đứng cạnh anh cùng gia đình. Cô được cho là mang thai và sinh con tại Mỹ. Trong bức ảnh còn tiết lộ con gái của cặp đôi tên là Aylaya. Còn nhớ vào năm 2015, Trần Quán Huy đã lộ ảnh thân mật bên siêu mẫu nổi tiếng Tần Thư Bội. Nhan sắc của cô bị dân mạng nhận xét là kém xinh hơn các bạn gái cũ của Trần Quán Huy là Trung Hân Đồng, Trương Bá Chi. Kể từ scandal ánh nóng với hàng loạt sao nữ xảy ra năm 2008, Trần Quán Huy gần như tạm thời rời khỏi làng giải trí để tập trung kinh doanh. Tuy nhiên, sự xuất hiện công khai lần này đã gián tiếp đập tan những tin đồn hẹn hò và đồng thời chính thức công khai mối quan hệ giữa mình và bạn gái siêu mẫu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Sân Si Tinh ngày hôm nay. Đừng quên nhấn nút subscribe cho kênh FML của chúng mình nha.